Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật lần thứ 54, 3 ngôi sao nữ tụ hội chúc mừng. Nam thần điện ảnh thế hệ mới hát mừng sinh nhật. Cổ Thiên Lạc sẽ chính thức bước sang tuổi 54 vào ngày 21 tháng 10, nhưng tối ngày 19 tháng 10, anh đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật sớm hoành tráng tại một nhà hàng lớn ở Tsim Sha Tsui. Buổi tiệc được tổ chức với quy mô lớn, có đến 60 bàn tiệc, và anh đã cùng một lượng lớn người hâm mộ chung vui. Sự kiện này không chỉ có các fan đến tham dự, mà còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và người thân thiết với anh. Đặc biệt, mẹ của Cổ Thiên Lạc cũng có mặt để chúc mừng sinh nhật con trai. Bên cạnh đó, mẹ của Ngô Quân Như, mẹ của Sa Thi Mạn, cùng với nhiều ngôi sao kỳ cựu như Thiệu Âm Âm, Diệp Tử Mi và Ngô Lệ Châu cũng tham gia buổi tiệc, tạo nên không khí vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Trong chương trình, Hồ Tử Đồng, một ngôi sao trẻ đang nổi lên nhanh chóng nhờ vai diễn trong bộ phim Cửu Thành Trại Chi Vây Thành, đã được mời làm khách mời biểu diễn. Anh xuất hiện trên sân khấu và trình bày một ca khúc, mang đến một màn trình diễn ấn tượng khiến các fan không thể ngừng hò reo và cổ vũ. Hồ Tử Đồng đã thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và càng làm tăng thêm sự náo nhiệt cho buổi tiệc. Người hâm mộ của Cổ Thiên Lạc đã chuẩn bị một món quà đặc biệt để dành tặng thần tượng của họ. Đó là một chiếc bánh sinh nhật 3 tầng lớn, trên đó được trang trí rất tinh tế và ghi rõ tên tiếng Anh của Cổ Thiên Lạc là Louis Koo. Khi nhận được chiếc bánh từ người hâm mộ, Cổ Thiên Lạc không thể giấu nổi sự xúc động nhưng vẫn giữ phong cách điềm tĩnh và cung ngậu quen thuộc của mình. Người dẫn chương trình, Khu Vĩnh Quyên, đã đùa rằng Cổ Thiên Lạc là đứa trẻ đẹp trai nhất trong buổi tiệc. Sau đó anh hỏi Cổ Thiên Lạc về cảm xúc khi thấy rất nhiều fan đến chúc mừng sinh nhật mình. Vẫn giữ phong cách lạnh lùng và hài hước, Cổ Thiên Lạc đặt tay vào túi quần và nói: "Cảm ơn rất nhiều vì các bạn đã đến đây. Năm nay là lần đầu tiên chúng ta tổ chức tại một địa điểm mới, và tôi vừa thấy các em nhỏ biểu diễn rất chăm chỉ. Tôi nghĩ rằng các em có tiềm năng trở thành thế hệ Blackpink tương lai. Hẳn là các em đã được đào tạo đặc biệt. Và nữa, các em gọi tôi là anh Cổ, nhưng tôi nghĩ nên gọi là chú Cổ hoặc có thể là ba Cổ thì hợp lý hơn." Câu nói hài hước của anh đã khiến cả khán phòng bật cười vui vẻ. Ngoài ra, nhà báo kỳ cựu Uông Mạn Linh, một người bạn thân thiết của Cổ Thiên Lạc, đã chia sẻ những bức ảnh của buổi tiệc trên các nền tảng mạng xã hội. Cô cũng viết kèm một lời chúc sinh nhật đầy ý nghĩa để chúc mừng sinh nhật Cổ Thiên Lạc. Tối nay ngày 19 tháng 10, anh ấy đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật với 60 bàn tiệc và cùng chung vui với những người hâm mộ thân thiết. Trẻ em múa, tình nguyện viên nhận giấy khen. Hồ Tử Đồng, sau vai diễn 12 thiếu gia trong Cửu Long Thành Trại, anh ấy đã nổi tiếng và màn trình diễn ca nhạc của anh ấy tối nay đã khiến các cô gái dưới sân khấu hét lên không ngừng. Buổi tiệc sinh nhật của Cổ Thiên Lạc không chỉ là dịp để người hâm mộ bày tỏ sự yêu mến với thần tượng, mà còn là khoảnh khắc gắn kết giữa Cổ Thiên Lạc và những người bạn thân thiết, cũng như những nghệ sĩ trẻ đang ngày càng khẳng định tên tuổi của mình trong làng. Giải trí. Tuyết Lê xuất hiện trên Tiểu Hồng Thư, hiếm hoi chia sẻ tình hình mới nhất. Sự già đi tự nhiên của cô gây bàn luận sôi nổi. Nữ diễn viên 59 tuổi Tuyết Lê, người từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, gần đây đã dần lui khỏi làng giải trí và rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuyết Lê vốn là diễn viên nhí, đã có sự nghiệp đáng chú ý tại TVB vào những năm 1990 với nhiều vai diễn gây ấn tượng sâu sắc. Trong số đó, cô đã để lại dấu ấn qua các vai như Khang Mẫn trong bộ phim nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ, và Á Phu Nhân trong Tầm Tần Ký. Tuy nhiên, vai diễn mang tính biểu tượng nhất của cô chính là vai Lý Mạc Sầu trong phiên bản Vì Thần Điêu Đại Hiệp về năm 1995. Với nhan sắc tuyệt mỹ và diễn xuất tài tình, Tuyết Lê được khán giả ca ngợi là Lý Mạc Sầu đẹp nhất, một danh hiệu mà ít diễn viên khác có thể sánh được. Ngoài ra, Tuyết Lê còn được biết đến là em gái ruột của nữ diễn viên gạo cội Mễ Tuyết. Thời trẻ, cô cũng được đánh giá là sở hữu nhan sắc thuộc hàng nữ thần, ngang tầm với chị gái mình. Tuy nhiên, gần đây, Tuyết Lê đã rất ít xuất hiện trước truyền thông và không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên như trước. Vì thế, sự trở lại bất ngờ của cô trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư vào tối qua đã gây không ít bất ngờ cho người hâm mộ. Không hề có lời báo trước, Tuyết Lê đã tạo một tài khoản mới trên nền tảng này và đăng tải 4 video cùng lúc. Tài khoản của cô được đặt tên là Tuyết Lê Lý Mạc Sầu và các video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trong đoạn video mới nhất, cô để lại lời nhắn đầy hoài niệm: "Chính tôi đây, Tuyết Lê Lý Mạc Sầu. Mọi người còn nhớ tôi không?" Lời nhắn này không chỉ khơi dậy những ký ức về vai diễn Lý Mạc Sầu huyền thoại mà còn đánh dấu sự trở lại của cô với công chúng sau nhiều năm vắng bóng. Trong đoạn video, Tuyết Lê xuất hiện với trang phục giản dị, cô mặc một chiếc áo phông ngắn tay và nói tiếng phổ thông. Cô nói một câu quen thuộc: Em còn nhớ tôi không? Tôi là Lý Mạc Sầu đây, gợi nhớ lại hình ảnh nhân vật mà cô đã từng thể hiện xuất sắc trong quá khứ. Tuy nhiên, điều khiến người xem chú ý chính là gương mặt của cô đã không còn giữ được vẻ trẻ trung bất biến theo thời gian như những hình ảnh trước đây mà mọi người thường thấy. Trái lại, gương mặt của Tuyết Lê hiện rõ những dấu hiệu của sự lão hóa, với làn da và những đường nét đã thay đổi theo thời gian. Cô không tìm cách che giấu hay đóng băng tuổi tác của mình, mà để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, chấp nhận quá trình lão hóa theo thời gian. Sự thay đổi này đã tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người khen ngợi sự tự tin của cô khi xuất hiện một cách chân thật và giản dị, không ngại thể hiện bản thân ở tuổi gần 60. Một điểm khác khiến cư dân mạng chú ý là hàm răng của cô trong video. Một số người đã nhận xét về hàm răng của cô, cho rằng cô có thể đã là một người hút thuốc lâu năm, bởi răng của cô trông hơi ngả màu. Một số bình luận từ cư dân mạng bao gồm: nhìn gì là biết ngay là người hút thuốc lâu năm rồi, và chụp bằng camera thường và để mặt mộc, chị đúng là khác biệt. Ngón cái. Dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đa số đều dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ cho Tuyết Lê vì tinh thần sống thật với chính mình, không dùng đến những công nghệ chỉnh sửa để tạo ra hình ảnh hoàn mỹ. Việc Tuyết Lê chọn cách xuất hiện tự nhiên và chân thật đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và công chúng. Họ không chỉ nhớ về những vai diễn đã từng ghi dấu ấn trong sự nghiệp của cô, mà còn tôn vinh sự chấp nhận quá trình lão hóa tự nhiên của một người phụ nữ từng là biểu tượng nhan sắc. Dù đã không còn tham gia diễn xuất nhiều như trước, Tuyết Lê vẫn là một gương mặt được nhiều người yêu mến và kính trọng, không chỉ vì tài năng mà còn vì phong thái sống giản dị và chân thật của cô. Hợp tác lần thứ 8 cùng Hồ Định Hân, Lê Diệu Tường không cần nương tay vừa vào là đánh. Nghĩa Hải Hào Tình 4 sẽ chính thức lên sóng vào tối mai, ngày 21 tháng 10. Lần này, Lê Diệu Tường và Hồ Định Hân lần lượt đảm nhận vai Sài Thập Thất và Thất Gia, không chỉ khơi dậy những kỷ niệm cho khán giả mà còn mang đến những tình tiết hoàn toàn mới, rất đáng mong đợi. Ngày 20 tháng 10, dàn diễn viên của Nghĩa Hải Hào Tình 4 đã tham gia buổi diễu hành bằng xe hoa, xuất phát từ khu vực Trung Hoàng, Loan Tể và đến tận Tim Sa Chủy, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân tại khắp mọi nơi mà đoàn xe đi qua, tạo nên bầu không khí sôi động. Lê Diệu Tường và Hồ Định Hân đã hợp tác đến lần thứ 8 trong dự án này, và khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, cả hai đều chia sẻ rằng dù đã quen thuộc với nhau nhưng họ vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ. Lê Diệu Tường nói: "Đây bạn thử nghĩ xem, hơn 10-20 năm rồi, từ khi cô ấy mới vào nghề chúng tôi đã hợp tác, 8 lần hợp tác là một cái duyên. Có những người tôi đã đóng chung cách đây 20 năm, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội đóng lại." Hồ Định Hân tiếp lời: "Hoặc có những người vào nghề đã lâu nhưng chưa từng hợp tác cùng." Hồ Định Hân tiếp tục chia sẻ: "Ở ngoài đời, chúng tôi cũng là bạn bè, vì thế tôi rất thoải mái khi trao đổi với anh Tường, điều này thực sự là một lợi thế." Lê Diệu Tường đồng tình: "Để đúng vậy, sự tin tưởng rất quan trọng. Bạn biết đấy, khi đóng phim, chúng ta có thể sẽ có những cảnh tiếp xúc cơ thể hoặc cãi vã, xô xát, nhưng nếu đã quen nhau rồi thì không cần phải dè dặt, vừa vào cảnh là có thể diễn ngay, vì chúng tôi hiểu và tin tưởng nhau." Nhiều người thắc mắc tại sao nhân vật của Lê Diệu Tường trong Nghĩa Hải Hào Tình 4 lại đổi tên từ Sài Cửu thành Sài Thập Thất. Anh giải thích rằng tên mới thực ra mang ý nghĩa sâu xa. Anh nói, vì bộ phim này được hình thành trong thời kỳ dịch bệnh, không biết có quay được hay không, nên biên kịch Trương Hoa Tiêu đã lấy từ dịch kinh con số 17 trong 81 quẻ. Số 17 đại diện cho sự kiên định, không ngừng tiến lên phía trước. Tại sao lại vẫn giữ họ Sai? Tất nhiên là vì có sự gắn bó về mặt tình cảm. Trong 3 phần trước của loạt phim, Lê Diệu Tường từng hợp tác với Đặng Tụy Văn và Hồ Hạnh Nhi. Khi được hỏi về sự khác biệt khi đóng với 3 nữ diễn viên, anh trả lời, mỗi người đều khác nhau, không có sự nhất định nào, cũng không có đúng sai. Diễn xuất không phải là một kỳ thi, không có câu trả lời chuẩn. Điều quan trọng nhất là cảm giác và sự trao đổi giữa các diễn viên khi diễn chung. Với thành công của những phần trước, đã có sự góp mặt của Đặng Tụy Văn và Hồ Hạnh Nhi. Khi được hỏi liệu Hồ Định Hân có cảm thấy áp lực khi đảm nhận vai nữ chính Thất Gia trong Nghĩa Hải Hào Tình 4, cô trả lời, không phải là chuyện có lo lắng hay không. Đây là phần thứ 4 rồi. Nếu khán giả đã theo dõi từ phần đầu tiên, họ cũng đã có một hình ảnh trong đầu. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là bây giờ tôi và anh Tường đóng vai Thất Gia và Sài Thập Thất, chúng tôi sẽ tạo ra những tia lửa mới gì, chứ không phải là so sánh với những gì đã qua.